Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình. Bát Sát phấn đấu hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu phát triển năm 2024. Chung kết hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2023. Mường Khương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến hỗ trợ người dân tiêu thụ chè. Tin quốc tế, dịch vụ tàu đêm giữa Berlin và Paris hoạt động trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bát Sát khóa 23 tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh được Bát Sát thực hiện đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP bình quân năm 2023 ước đạt trên 10%. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,8% so với năm 2022. Phát triển 272 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trên dân số đạt 6,1%. Hết năm 2023, đã có 22 trên 31 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết năm, trong đó có 13 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung dự thảo nghị quyết với 18 chỉ tiêu chủ yếu của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lý Thị Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng bộ huyện Bát Sát cần thực hiện tốt trong năm 2024. Trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, cán bộ lãnh đạo các cấp cần sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm tốt công tác quy hoạch các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản. Ngày 11 tháng 12, Sở Du lịch tỉnh tổ chức chung kết hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2023. Tới dự có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 15 thí sinh xuất sắc đại diện cho các công ty lữ hành, các huyện và học sinh, sinh viên đang theo học ngành du lịch, lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm kiến thức, năng khiếu và xử lý tình huống. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, các thí sinh mang đến những phần thi ấn tượng. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng thí sinh khá đồng đều, một số thể hiện rõ sự chuyên nghiệp. Đây là những nhân tố tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch trên địa bàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh. Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng trao các phần quà cho thí sinh đạt giải cao. Với vị trí cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam, tỉnh Lào Cai đang tập trung phát huy lợi thế riêng có để phấn đấu trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế Việt Nam-Trung Quốc. Lào Cai là tỉnh duy nhất có cửa khẩu quốc tế nằm trong thành phố, có kết cấu hạ tầng, hệ thống dịch vụ phát triển, thuận lợi cho nhu cầu giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai hiện có 61 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho bãi, hoạt động chuyên nghiệp về vận chuyển, giao hàng thông quan qua cửa khẩu và thanh toán quốc tế. Năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng quy mô đầu tư 4 dự án với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu dự kiến đạt 2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 về kim ngạch xuất nhập khẩu so với các cửa khẩu biên giới phía Bắc sau cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh và cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đón nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các đơn vị hợp tác xã chế biến kinh doanh hàng nông sản thực phẩm trong tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất, đa dạng sản phẩm, linh hoạt tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho mùa bận rộn nhất trong năm. Hợp tác xã này đang gấp rút chuẩn bị các đơn hàng thực phẩm cho dịp cuối năm. Thời điểm này, số lượng đơn hàng đã tăng hơn 20% so với tháng trước. Dự kiến dịp cận Tết Nguyên đán, lượng đơn hàng có thể tăng tới 40%. Không chỉ chú trọng về số lượng, hợp tác xã còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới.
Từ khi thành lập năm nay là năm thứ ba, mọi sản phẩm nó đã được ổn định, thì hợp tác xã năm nay là thiên về làm những cái giỏ quà Tết để cho đáp ứng được cái thị hiếu của khách hàng và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, để đổi mới đi, để làm sao mà những cái sản phẩm thịt lợn cũng không thua kém gì những sản phẩm khác ạ. Dịp cuối năm, sản phẩm trà hoa của hợp tác xã nông lâm nghiệp Vạn An ghi nhận lượng đơn hàng tăng. Bên cạnh việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hợp tác xã còn chú trọng cải thiện mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là với sản phẩm làm quà biếu dịp Tết. Mình cũng phải quy chuẩn lại chất lượng hàng hóa cho đủ tiêu chuẩn và cho phù hợp với những cái khách hàng mà tiếp khách hàng có nhu cầu cuối năm này. Thì thông thường cuối năm thì khách hàng họ sẽ hướng đến quà tặng và quà biếu nhiều, nên là nhà bên mình cũng phải xây dựng thêm về mẫu mã và bao bì. Lào Cai có trên 105 hợp tác xã, trong đó số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm trên 70%. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào, nhiều loại đặc hữu, các đơn vị cho ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Chuyển đổi số, thâm nhập sâu vào cái thị trường số bằng các cái hoạt động cụ thể, bằng các livestream, rồi các cái clip, rồi làm thế nào đó là để cải tiến bao bì mẫu mã, rồi truyền thông lên các cái mạng xã hội để bán hàng nó tốt hơn, giải quyết được các cái vấn đề đầu ra hiệu quả. Thay đổi nhận thức trong sản xuất kinh doanh, hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, nhiều hợp tác xã cũng đã tích cực quảng bá sản phẩm thông qua việc giới thiệu tại các hội chợ thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Việc tung ra thị trường lượng hàng hóa lớn trong dịp Tết không chỉ tăng doanh thu mà còn mở rộng thị phần, đưa hàng hóa nông sản Lào Cai đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tiếp theo là một số thông tin thị trường. Dịp cuối năm, TV đang được khuyến mại giảm giá sâu. Các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony, các mẫu TV từ 55 inch đến 60 inch giá dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhiều mẫu còn được khuyến mại giảm giá sâu từ 20 đến 30%. Theo đại diện các siêu thị điện máy, cuối năm, các nhà sản xuất đưa ra nhiều chương trình kích cầu, giảm giá, xả lượng hàng tồn kho, đưa ra thị trường các loại TV đời mới hơn. Bên cạnh TV, đầu thu kỹ thuật số cũng bán khá chạy. Trên thị trường có các loại đầu thu của các hãng như VTV, K Cộng, MyTV, FPT với giá phải chăng cùng nhiều ưu đãi về gói cước. Các mặt hàng laptop cũng được tiêu thụ tốt, một số hãng sản xuất đưa ra nhiều ưu đãi, đặc biệt là với các mẫu laptop tầm trung, mức giá từ 8 đến 15 triệu đồng. Với nhiều tính năng cải tiến, các mẫu laptop này được khá nhiều người lựa chọn trong công việc, học tập và giải trí. Simacai hiện có 10.860 ha rừng, trong đó có hơn 6.170 ha rừng tự nhiên. Địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và mở rộng quy mô rừng trồng. Cùng với kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình lâm nghiệp bền vững, huyện duy trì các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở 59 thôn của 10 xã thị trấn. Các xã xây dựng kế hoạch bảo vệ, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa các trưởng thôn với xã và giữa các hộ với thôn, đồng thời kiện toàn tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng của các thôn bản. Trong đó, thành viên tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân, công an viên, đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Đẩy mạnh kế hoạch trồng rừng hàng năm, Simacai phấn đấu nâng tỷ lệ tán che phủ lên 45% vào năm 2025. Có vùng chè hàng hóa lớn nhất tỉnh với trên 5.000 hecta, huyện Mường Khương đang tiếp tục mở rộng diện tích cùng với tập trung chăm sóc nâng cao chất lượng cây chè. Phát huy vai trò của mình, Hội Nông dân huyện tập trung hỗ trợ nông dân thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè, Hội Nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã chung tay cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra tới các chi, tổ hội nghề nghiệp, giúp nông dân tránh được việc mua phải cây con giống, vật tư phân bón không đảm bảo chất lượng hoặc giá cả không ổn định. Kênh vốn thì chúng tôi phối hợp với lại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi Ngân hàng Chính sách Xã hội để hướng dẫn người dân sử dụng các cái nguồn vốn này để xây dựng các cái tập trung đầu tư cho sản xuất chè. Đầu tư nhà máy chế biến chè búp khô,
hợp tác xã chè Mường Khương đang liên kết với nông dân thu mua trên 10.000 tấn chè búp tươi một năm. Đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường giá trị cao, hợp tác xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hội nông dân, các tổ hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng chè búp tươi, mở rộng vùng nguyên liệu theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, đảm bảo làm ăn lâu dài. Để xây dựng cái chuỗi liên kết bền vững, thứ nhất là về giá cả thì đã xác định mua cho bà con từ 7 đến 8 nghìn đồng trên 1 kg nguyên liệu sản phẩm chè búp tươi tiêu chuẩn. Thứ hai là cũng có những cái hỗ trợ với bà con vùng sâu vùng xa, cách xa nhà máy thì hỗ trợ các xe vận chuyển thu mua. Phân bón thì chúng tôi là vay của hội nông dân hỗ trợ cho thì vay thì là cái phân ấy là tất cả bà con đều dùng cái phân đấy. Nên là rất tốt, rất hiệu quả. Nên lại còn cái đầu ra là chúng tôi không phải lo gì cả. Hiện huyện Mường Khương đã thành lập được gần 70 chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, chủ yếu là sản xuất chè. Vụ chè năm 2023, hội nông dân huyện đã hỗ trợ 300 tấn phân bón, cùng các đơn vị chuyên ngành mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái chè cho nông dân. Qua đó giúp năng suất chè của huyện lên 10 tấn một hecta, sản lượng cả năm đạt gần 35.000 tấn, đem lại tổng giá trị gần 250 tỷ đồng. Tiếp theo là thông tin chính sách. Khoản 11, điều 2, Nghị định 123 của Chính phủ quy định mức phạt đối với người chưa đủ tuổi lái xe quy định như sau. Theo luật giao thông đường bộ quy định, thì độ tuổi hợp pháp của người lái xe thấp nhất là từ đủ 16 tuổi đối với xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Các loại xe khác thì xác định độ tuổi phù hợp theo quy định. Mức phạt đối với người chưa đủ tuổi mà điều khiển xe máy như sau. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 trở lên. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, quy định hành vi giao xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông có thể chịu các mức phạt. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân là chủ phương tiện. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện. Trong phần tiếp theo của chương trình, Thanh Hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2023 cao kỷ lục. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và đại diện chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận khung về thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh. Cửa khẩu quốc tế hữu nghị cũng chính là nơi đầu tiên tại Việt Nam được chọn để thí điểm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh. Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025 là giai đoạn xây dựng cơ sở. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2026 đến tháng 1 năm 2029 là giai đoạn vận hành thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ khi xây dựng xong hạ tầng cửa khẩu thông minh. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 7.966 tỷ đồng. Mục tiêu của mô hình cửa khẩu thông minh là phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc. Mô hình này phù hợp với chủ trương định hướng của Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu thực tiễn tại khu vực cửa khẩu. Tại Sóc Trăng, nơi có diện tích trồng hành tím lớn nhất cả nước, nông dân đang tập trung trồng hành tím sớm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp thìn. Hiện nay hành tím đang rất hút hàng, giá bán từ 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, tuy nhiên chi phí đầu tư cho vụ hành sớm năm nay khá cao. Do vậy, giá hành tím sớm cung ứng vào dịp Tết Nguyên đán dự kiến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10.000 đồng 1 kg trở lên. Niên vụ hành tím năm 2023-2024, Sóc Trăng dự kiến xuống giống khoảng 5.000 ha, trong đó diện tích hành tím sớm có trên 1.600 ha. Ngành chuyên môn cũng đang chuyển giao các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào, tránh tình trạng ùn ứ hàng thương phẩm như nhiều năm qua. Những năm gần đây, việc chuyên canh cây trồng gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao giúp người dân nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa nâng cao đời sống. Xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.
Sau 3 năm, những vùng chuyên canh cây đặc sản quy mô lớn đã hình thành, trong đó có bưởi đỏ Luận Văn Tiến Vua đã phát triển lên hơn 35 hectare. Đây là giống bưởi quý với giá trị kinh tế cao, giúp nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo. Gia đình tôi là người là đầu tiên để đứng ra để là chịu trách nhiệm với địa phương khôi phục lại cái bưởi Luận Văn. Cũng chưa có cái cây gì là thay thế nó được, nó có hiệu quả cao được. Bây giờ thì là 400-500 triệu trên ha là bình thường. Hiện nay thì những cái mô hình về nông nghiệp công nghệ cao thì đang có thu nhập từ 800 đến 1 tỷ đồng trên 1 ha canh tác. Đấy là những cái mà trong các cái mô hình mà tích tụ tập trung thì nó đã thay đổi được cái đời sống của người dân. Còn tại huyện Triệu Sơn, từ khi Ủy ban Nhân dân huyện ra chủ trương tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, ngành sinh vật cảnh đang phát triển mạnh mẽ trên địa bàn. Hiện toàn huyện có trên 1.200 hộ sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh. Qua từng năm, thu nhập đạt từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng một năm, mang lại đời sống khấm khá cho nông dân. Nhiều hộ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, phát triển dịch vụ. Chúng tôi chủ yếu là tích tụ tập trung đất đai trên chủ yếu là trên đất lúa thì phải gắn với cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt như cái cây đào hiện nay là rất có hiệu quả, gắn với chế biến rồi gắn với tiêu thụ sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm để nâng cao cái giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách đủ mạnh để tổ chức lại sản xuất theo hướng lợi thế từng địa phương, đồng thời nâng cao năng lực trong quản lý, quản trị, tổ chức sản xuất của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Ngày 11 tháng 12, Hạ viện Ba Lan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Donald Tusk, lãnh đạo Liên minh Dân sự Đối lập. Đây được coi là cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng tại Ba Lan khi Đảng Luật pháp và Công lý chấm dứt 8 năm cầm quyền. Và chính phủ mới ở Ba Lan được cho là thân châu Âu hơn. Tại cuộc bỏ phiếu đề xuất trao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Donald Tusk nhận được 248 phiếu thuận, 201 phiếu chống và không có phiếu trắng. Ông Tusk xác nhận sẽ xuất hiện trước Hạ viện trong ngày 12 tháng 12 để yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm đối với nội các do ông đệ trình. Văn phòng Tổng thống Andrzej Duda cũng thông báo chính phủ mới của Ba Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 13 tháng 12. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã gửi lời chúc mừng ông Tusk trở thành thủ tướng mới của Ba Lan. Cơ quan điều phối các hoạt động tại Palestine của chính phủ Israel ngày 11 tháng 12 ra thông báo xác nhận đang chuẩn bị mở cửa khẩu Kerem Shalom nối với dải Gaza nhằm tăng khối lượng hàng viện trợ nhân đạo đến vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ thời gian mở cửa khẩu, song cho hay đang tăng cường hoạt động kiểm tra hàng viện trợ chuyển vào Gaza. Cửa khẩu Kerem Shalom được mở sẽ giúp hoạt động này tăng gấp đôi. Tuy nhiên, hàng viện trợ vẫn tiếp tục đi qua cửa khẩu Rafah. Đầu tháng này, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho hay có tín hiệu khả quan về cửa khẩu Kerem Shalom sẽ sớm được mở trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại dải Gaza đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Sau gần một thập kỷ gián đoạn, tối ngày 11 tháng 12, dịch vụ giường nằm trên chuyến tàu đêm giữa Berlin và Paris đã chính thức được mở lại trong bối cảnh các chuyến tàu đêm trở nên phổ biến và trở thành giải pháp thay thế cho các chuyến bay ngắn. Các công ty đường sắt quốc gia SNCF Pháp và Deutsche Bahn của Đức sẽ phụ trách điều hành tuyến đường sắt kết nối này, trong khi tàu hỏa sẽ do công ty đường sắt của Áo cung cấp. Đây cũng là doanh nghiệp nổi tiếng với đội tàu đêm chạy khắp Trung Âu. Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ nhà ga chính của Berlin. Theo kế hoạch, ban đầu tàu chạy 3 lần một tuần với tần suất sẽ tăng lên thành một chuyến mỗi ngày từ tháng 10 năm 2024. Dịch vụ này đã phục hồi trở lại khi hành khách và các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm một giải pháp thân thiện với môi trường thay cho du lịch hàng không. Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2023 tăng 1,3% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục gần 700 triệu tấn.
Theo đó, tính từ đầu năm tới nay, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt 695,41 triệu tấn, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp Trung Quốc đạt sản lượng thu hoạch ngũ cốc vượt 650 triệu tấn. Mặc dù nước này liên tiếp hứng chịu thiên tai trong thời gian thu hoạch tại các khu vực dọc sông Hoàng Hà và Hoài Hà, lũ lụt ở các khu vực phía Bắc và Đông Bắc, cũng như hạn hán ở các vùng phía Tây Bắc. Cũng theo khảo sát trên 31 khu vực cấp tỉnh, thành phố của Trung Quốc đại lục, bao gồm cả các khu tự trị, diện tích trồng ngũ cốc, sản lượng thu hoạch trên mỗi hecta và tổng sản lượng trong năm 2023 đều đã đạt mốc cao mới. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây không mưa, sáng sớm có mưa nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, sáng sớm có mưa, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, lặng gió, đêm về sáng trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, sáng sớm có mưa nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây không mưa, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, lặng gió, trời rét. Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, lặng gió, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.